căn nhà mà Trúc chuẩn bị đóng trong tuần tới. Hôm nay sắp tới là final walkthrough, cái mà Trúc muốn giới thiệu, bởi vì Trúc rất là vui để mà đại diện cho khách của Trúc mà lấy được một con nhà với giá rất là tốt, ở nằm ở vị trí tốt mọi người. Cái căn nhà này Trúc lấy được 25.000 dưới giá listing và 10.000 dưới giá appraisal. Mà không chỉ như vậy thôi, Trúc còn thương lượng được với chủ nhà sửa sang lại những cái chỗ nào mối mọt và trồng mối lại cho khách Trúc nữa mọi người. Đất thì rộng khoảng 7.400 square feet, cho nên là mình tha hồ xây ADU. Khu vực thì rất là yên tĩnh, an toàn, gần park, gần chợ, gần freeway và gần cả trường học nữa, cho nên rất là thuận tiện. Mặc dù thành phố mọi người nghe thì có nhiều khách có vẻ nói không thích Anaheim mà hơi xa, nhưng mà thật sự cái khu này thì nó cũng giáp ranh gần gần với Garden Grove, cho nên là đi từ đây mà tới các chợ đó thì khoảng 10-15 phút. Và tới nhiều khi tới chợ Châu Á Phước Lộc Thọ, Garden Mall thì khoảng 15-20 phút. Và đặc biệt là cái khu này nó rất là yên tĩnh mọi người. Chúc sẽ cho mọi người thấy trong vài giây phút nữa thôi, cái căn nhà nhìn như thế nào, đất như thế nào và cái khu này vừa hết nhìn nó tốt như thế nào nha. Thì bây giờ mọi người vô nhà nha. Thì Trúc muốn giới thiệu đây là căn nhà ở thành phố Anaheim. Thì khu này á là mọi người thấy neighborhood rất là yên tĩnh mọi người. Đó. Đường xá cũng sạch sẽ. Mọi người thấy không này? Có nhiều khi khách nói ở Anaheim nhiều khi sợ nó không an toàn, nhưng mà Trúc nói với mọi người á, là thành phố nào nó cũng vậy nha các bạn. Cũng có khu tốt và khu xấu. Cho dù Westminster, cho dù là Garden Grove, nhiều khi ở Fountain Valley lại có nhiều khu nó cũng không an toàn nha mọi người. Thì đây là cái garage, nó họ mới làm sạch sẽ lắm mọi người. Đó, garage rất là rộng luôn. Đó, phía ngoài này. Đây, rồi mọi người vào nhà nha. Nhà này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.300, hơn 1.300 square feet và lot size gần tới 7.400 là mọi người. Đây, thì vào nhà thì bên tay phải, tay trái là bếp. Cho mọi người coi cái bếp này. Bếp rộng rãi, có nhiều cabinet để mình để đồ, có luôn cái working pantry nữa nè. Đó. Và phía sau đó là phòng ăn. Phòng ăn rất là rộng nha mọi người. Và có recessed lighting throughout the house. Ở dưới là sàn laminate. Mọi người thấy không? Recessed lighting. Nhà có hệ thống AC heating mới luôn nha mọi người. Cửa sổ cũng được thay mới hoàn toàn. Đây là phòng khách. Nhà tắm đầu tiên nè mọi người. Cái buồng tắm nè, có cái phòng master, nhiều cửa sổ cũng khá là lớn đó mọi người. Đây là phòng tắm thứ hai, nó nằm ở trong phòng master đó mọi người, đẹp chưa nè. Ngủ thứ hai nè, cái size rất là tốt nha mọi người, phòng nào cũng có ceiling fan hết và sàn được lót sàn laminate. Cái màu cũng rất là sang luôn nè mọi người. Đây là phòng ngủ thứ ba. Mọi người thấy rộng chưa nè, cửa sổ cũng to nữa. Đó. Là mọi người thấy không nè. Đất gần 7.400 square feet nha mọi người. Ba tường đều là block wall hết luôn. Tha hồ mà xây ADU. Xây ADU và muốn xây thêm JADU cũng có room luôn nha mọi người. Đất vuông vức. Nhà đẹp, đất vuông vức, location tốt nữa thì còn chỗ nào mà chê nữa không này. Ổ điện thay cho em mới luôn. Máy lạnh thì cũng chỉ mới có vài năm, tất cả là đều còn rất là tốt, rất là mới. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi một cái tour nho nhỏ của Trúc ngày hôm nay. Thì nếu mà mọi người có quan tâm về vấn đề nhà cửa tại miền Nam California, xin gọi cho Trúc Nguyễn số điện thoại 714-797-4118. Bên Trúc cũng có rất là nhiều anh chị làm loan giỏi, uy tín, tận tâm, thủ tục nhanh chóng, gọn lẹ, sẽ phục vụ quý khách trong từng trường hợp nha các bạn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ tới. Xin chào, bye bye.